drama. Ziggy ziggy zigam lu, cause I go picky picky very true. 내 가려운 눈 나는 비친 toxic. 내 본능을 당겨 zoom. Hold up, what? Oh my god. You say what? Catch up. You better watch out. 우리 님이 go some boom. 달려가고 있어 boom. La 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 like me when I roll. La la like me when I'm savage. La la like me when I go. La la like me when I pass. Hold up, 빛을 따라서. Run. Go funny, rap, 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 You know I've been kind of like one, two, three, 깜짝 놀랄 당신 길을 거머쥔 주인공은 나 Go, three, two, going down 쉽게 through 데자부같이 그려지는 이미지 날 굳이 막지 마라 이건 내 드라마 도발은 굳이 안 막아 I'm a stunner One, two, it's time to go I bring all the drama on my mind. I bring drama on my mind. Bring my girls in the back, girls in the back. Drama, drama on my mind. I bring drama on my mind. Bring my girls in the back. 나로 시작되는 drama. Drama. Baby, I promise you, baby, let me go down that way.
Young featuring 그래 너의 인생에 대한 몇 마디라도 끼어들었지 oh. 그러니까 너가 너 인생을 노래할 때 나의 파트가 없으면 섭하지 난 건가 이런 말장난 다툼 언쟁 그리고 사랑 그것들 없이 어찌 사냐 재미없지 살 부대끼고 만들자고 정전기 곧 떨어지네 너 맞춤을 아까우니까 바다에 맞춤해 골맛 허니 와인 맞춤새 통맞춤은 밥으로 지금 한강 맞춤해 I promise you baby I'll promise you baby
Âm nhạc Hàn Quốc, giai điệu bạn bè. Quỳnh Anh xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Âm nhạc Hàn Quốc, giai điệu bạn bè. Em chào anh Nhật nha. Anh cũng xin chào Quỳnh Anh và chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Âm nhạc Hàn Quốc, giai điệu bạn bè nha. Chương trình của chúng mình thì được livestream vào lúc 3:30 chiều theo giờ Hàn Quốc, 1:30 trưa theo giờ Việt Nam mỗi thứ sáu và phát trên sóng phát thanh vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nữa. Nên là mọi người đừng cứ quên là nha. Đúng. Mọi người đừng quên nha, để còn vào hóng chuyện K-pop đó đây với tụi mình nữa chứ. Chứ chưa gì á là hôm nay có chuyện này hot lắm, đáng để bàn luận lắm mà nghe. Ủa vụ gì vậy ta, cho anh hóng với nè. Trời ơi, thì vụ mới nhất, tin mới nhất về nữ ca sĩ Hana đó. Hana hả? À, chắc là về chuyện cô nàng mới ký hợp đồng độc quyền với lại S Area, thành lập bởi nhóm sản xuất âm nhạc nổi tiếng là Groovy Room sau hơn một năm rời P Nation của Shy. Nhưng mà anh thấy chuyện là đi hay là ở của nghệ sĩ thì cũng là bình thường thôi, sao mà em hóng dữ vậy? Chà, anh nói đúng chuyện rồi đó, nhưng mà chưa có đủ nghe. Anh có biết là ở S Area hiện tại đang có nghệ sĩ nào không? Có Don là bạn trai cũ của Hana mới chia tay hồi năm ngoái đó. Anh chàng đã ký hợp đồng độc quyền với S-Area từ đầu tháng 1 năm nay đó anh. Ồ, dữ chưa. Cặp đôi này luôn biết cách làm cho làng giải trí dậy sóng mà nha. Cả hai sau khi công khai hẹn hò thì cùng nhau dứt áo ra đi với Q, rồi đến với P-Nation, rồi sau đó cùng rời đi sau khi kết thúc hợp đồng. Giờ đã chia tay rồi mà Hana lại chọn về chung công ty với tình cũ. Thì không biết là có khi nào cặp đôi này sẽ về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa không ta? Thì nhiều người quan tâm đến K-pop cũng đoán giống anh đó. Nhưng mà bên phía S-Area đã lên tiếng rằng hợp đồng này chỉ là công việc giữa công ty với Hana mà thôi. Không có liên quan gì đến quan hệ cá nhân riêng tư của cô nàng hết. Mà Hana cũng cool ngầu dữ nha. Bữa còn vào bình luận chúc mừng màn trở lại của bạn trai cũ Don nữa mà. Ồ, người ta chia tay văn minh có khác à hen. Mà anh cũng rất là mong chờ xem lần trở lại này của Hana dưới mấy nhà mới sẽ như thế nào ghê luôn á. Bởi vì các sản phẩm của nhóm sản xuất âm nhạc là Groovy Room thì rất có gu nha. Còn trong lúc mà chúng ta chờ đợi màn trở lại của Hana thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc là Ping Pong, là ca khúc mà Hana hát với lại Don để khởi động cho chương trình ngày hôm nay nha. Hello, hello, 맘대로 대로 해 오늘만 살아도 흔들어봐 누가 말해도 즐거워
내 맛 우리가 뭐 머리 파 머리 푸른 초원이 우리 집 으리으리 마 머리 뿌리 함께 빠르마지 feel like I'm on it 조화롭게 어우러질 like I'm family 어디든 단둘이야 어디 봐 여기 봐 단톱이야 내게 믿게 make it up 부비부리 shake it up 뭐야 신난다는 거지 오늘만 살아도 흔들어봐 누가 말해도 즐거우니까 티켓타카 honey baby L.O.V.E. play the ping pong Vừa rồi là Hana và Don cùng ca khúc Ping Pong. Ping Pong hay quá chừng mà hơi buồn một tí á là các bạn chưa có vô điểm danh với chúng mình đó nha. Các bạn nhanh nhanh vô điểm danh các bạn nha. Rồi rồi rồi, còn bây giờ á thì em đang rất là nôn nè, muốn biết top 10 ca khúc đứng đầu tuần này lắm lắm rồi đó. Chắc hẳn là các bạn theo dõi chương trình cũng nôn nao giống em. Nên là thôi, tụi mình còn chần chờ gì nữa, đến luôn với 10 ca khúc được yêu thích nhất tuần này nha. Cross the line, baby, I don't mind. 하지만 내 마음, 나 지금 mở đầu bảng xếp hạng là Stranger của nữ ca sĩ Sunmi. Sunmi vừa chia sẻ trên mạng xã hội sau khi kết thúc thời gian quảng bá của ca khúc Stranger rằng cô đã có một mùa thu hạnh phúc với các fan của mình. Chúc mừng cho Sunmi kết thúc một mùa quảng bá thành công nha. Either Way của IVE xuất hiện ở hạng 9 tuần này, bị tụt hạng mạnh so với tuần trước, cho thấy sự thất sủng của công chúng đối với Either Way. Nhưng các đài không có gì phải lo, vì Either Way có thể xem như đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mở đường của mình. Ở hạng 8 là Seven bản clean của Jungkook. Seven lại tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng của mình tại thị trường xứ cờ hoa khi vừa nhận được chứng nhận bạch kim của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, tức là ca khúc đã tiêu thụ hơn 1 triệu đơn vị, gồm doanh thu album, lượt tải, lượt nghe và xem MV. Hạng 7 thuộc về You and Me của cô nàng Jennie. Như các thành viên Blackpink khác, It Girl Jennie đang tập trung vào các lịch trình cá nhân của mình như quảng cáo, chụp họa báo và quay show thực tế. Giấc mơ của chứng ráng thể hiện bởi những nghệ sĩ trẻ Akmil xuất hiện ở hạng 6. Tuy có một chút tụt hạng ở tuần trước, hai anh em Akmil đã ngay lập tức thăng hạng trở lại ở tuần này với điểm nhạc số ấn tượng chứng minh đẳng cấp quái vật nhạc số của mình. Hạng 5 gọi tên Chasing That Feeling của Tomorrow By Together TXT. Nhóm nhạc nhà 2 vừa được vinh danh với giải thưởng Best Push cho nghệ sĩ đột phá của năm tại giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu EMA, thể hiện sức hút của nhóm cả trong và ngoài nước. Mm-hmm.
Lovely của Akmil leo ngược dòng trở lại hạng 4. Lovely lại mang về cho anh em Akmil một kỷ lục mới khi thống trị bảng xếp hạng hàng tuần của trang nhạc số Melon Hàn Quốc suốt 9 tuần liên tiếp, dài nhất trong năm nay. Hạng 3 thuộc về ma mới Perfect Night đến từ các cô nàng LE SSERAFIM. Là đĩa đơn kỹ thuật số tiếng Anh đầu tiên của nhóm, LE SSERAFIM đang dành một tuần chinh chiến ở Mỹ để quảng bá cho ca khúc, thu được nhiều thành quả xứng đáng với tên tuổi của nhóm. Daddy của Ai thăng hạng lên vị trí á quân của tuần này. Ca khúc chủ đề cho lần trở lại này của Ai đang càng quét khắp nơi khi vừa on cue các bảng xếp hạng hàng ngày và thời gian thực của các trang nhạc số lớn ở Hàn Quốc. Thần âm nhạc của Seventeen chính là cái tên quán quân tuần này. Ở lần trở lại này, Seventeen mang đến hình ảnh tươi vui, sáng sủa nhưng với một thông điệp sâu sắc mang đậm chất các chàng trai 17. Nhóm nhạc nhạc Pledis đưa người nghe tới điểm đến của hạnh phúc, đó là đơn giản yêu lấy và tận hưởng những phút giây hiện tại. Nếu trên đời có vị thần âm nhạc, biết đâu chừng đó chính là Seventeen. Một lần nữa, chúc mừng thần âm nhạc Seventeen với chiến thắng này nhé! Chúng ta vừa được nghe ca khúc thần âm nhạc của Seventeen quán quân bảng xếp hạng tuần này. Chà, hôm nay trời lạnh quá hay sao nên là mọi người rút hết vào trong chăn xem chương trình tụi mình á, nên mọi người không có ai comment cho tụi mình xem hết trơn á. Này, có một comment là khen hôm nay Quỳnh Anh dễ thương quá rồi kìa. Cảm ơn bạn đi kìa. Xíu xíu xin cảm ơn nha. Nhưng mà khen Quỳnh Anh dễ thương đúng không? Nhưng mà rồi xem thêm một nữa là chúng ta đang nghe nhạc rất là hay. Nhưng có một tin buồn trong tuần này á, là tin thành viên Theo của nhóm nhạc Dark P bị dính scandal là lái xe khi say xỉn, khiến cho người hâm mộ một lần nữa hết sức lo ngại cho hành động lái xe khi mà uống rượu, sau khi uống rượu các thần tượng đó Quỳnh Anh. Đúng rồi đó anh. Vào sáng ngày 6 tháng 11 vừa qua thì Brave Entertainment đã thông báo trên Fan Cafe là trang cộng đồng người hâm mộ chính thức là thành viên Theo đã bị cảnh sát bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu vào ngày 30 tháng 10 và bị thu hồi giấy phép lái xe. Sau khi thảo luận á, thì Theo đã quyết định sẽ rời nhóm để tránh gây bất kỳ tổn hại nào cho Dark B. Đọc tin này mà hết sức bất ngờ luôn á, bởi vì nhóm vừa mới thông báo chuẩn bị cho màn comeback trong tháng này đúng vào ngày 30 tháng 11 luôn chứ. Người hâm mộ vui bao nhiêu á thì đón nhận tin này là buồn bấy nhiêu luôn á. Mà mặc dù á là nam idol đã viết thư tay xin lỗi người hâm mộ nè, cũng như là các thành viên cùng nhóm và các nhân viên đang làm việc chăm chỉ chuẩn bị cho màn trở lại của nhóm. Nhưng mà em nghĩ là người hâm mộ chắc là vẫn sẽ có chút tức giận cho mà xem. Chứ gì nữa, chắc chắn là phải thay đổi rất nhiều trong thu album này nha, rồi cũng như là sắp xếp lại đội hình. Anh thấy việc này giống y chang như vụ mà thành viên Im Jong Min rời APSIC cũng do lái xe khi mà uống rượu này và bị bắt đúng trước thềm comeback một tuần vào năm 2020 đó.
Trời ơi, cái đợt đó em nhớ là AB6 đã phải hoãn comeback tới tận 3 tuần lận. Còn thành viên Im Young Min á, thì nhập ngũ và ngừng hoạt động luôn. Cho đến tháng 8 năm ngoái thì anh này ra mắt solo trở lại, nhưng mà trong sự ghẻ lạnh của người hâm mộ đó anh Thì à. đó, còn tháng 9 năm 2022 á, thì cựu thành viên Ho Chan của Vuitton cũng đã bị cảnh sát bắt bị tội lái xe mà khi say rượu rồi bị thu hồi giấy phép lái xe và rời nhóm sau đó 1 tháng nè. Còn Vuitton đó thì được cơ cấu lại với 6 thành viên thôi. Đúng là tình trạng này rất là đáng lo ngại anh ha. Vì khác với trước đây á, khi mà chuyện uống rượu của các thần tượng là điều là tế nhị. Nhưng mà gần đây á, nhiều hình ảnh của các thần tượng uống rượu thoải mái được hé lộ nè. Thậm chí còn có cả các talk show trên bàn nhậu được sản xuất nữa mà. Chưa kể là công việc của một thần tượng á, thì dựa trên là hoạt động của nhóm và sự yêu mến của fandom. Chính vì thế mà việc rút khỏi nhóm vì lý do là uống rượu lái xe á, là một hành động anh thấy rất là đáng buồn và cũng rất là tàn nhẫn với người hâm mộ. Nên là chắc là qua những vụ việc lần này á, em tin là các bạn idol sẽ cẩn thận hơn và mong á, là sẽ không có những trường hợp phải rời nhóm vì uống rượu lái xe nữa anh ha. Chà, mà nãy giờ mình nhắc toàn chuyện không vui không, nên không khí tự nhiên cái nó trầm buồn xuống hẳn luôn á. Em nghĩ là mình nên chọn một bài nào nó nhẹ nhàng bay bổng để xua tan cái bầu không khí nặng nề đi anh nhỉ. À, vậy thì anh có một bài rất là muốn chọn. Đó là bài Like Heaven của nữ ca sĩ Kwon Eun Bi kết hợp cùng với lại Paul Planchor nha. Cái này em đồng ý nha. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với Music Cue.
Hoàng Ninh Bi và Paul Blanco vừa mới gửi cho chúng ta đến ca khúc Like Heaven. Dạ, mới nhắc các bạn comment, đã có các bạn comment rồi nè. Ừ. Có bạn Lê Hồng Đức nhắn là đố anh chị phát bài Chiêu Kiêu của Red Velvet. Trời đất ơi, đố cái gì dễ dễ hơn xíu được không? Bài chưa ra mà kêu phát là làm sao ta? Chắc là do bởi vì bạn chờ không nổi tới ngày 13 tháng 11 như comment của bạn đó. Nhưng mà hồi nãy tụi mình cũng đã có phát bài drama của aespa rồi. Cũng là đàn em của Red Velvet nên thôi cũng tính cũng được đi hen. Cũng được đi hen. Nghe lại drama của aespa nha bạn Lê Hồng Đức ơi. Ok, mà giờ chúng ta quay lại với Colin B á. Thì mới nhớ là bạn ý sắp sang Thái Bình biểu diễn đó, anh có biết không? Dạo này nghệ sĩ K-pop liên tục về Việt Nam luôn anh ha. Không chỉ dạo này đâu em, mà từ đây cho đến cuối năm á, rất rất nhiều nghệ sĩ K-pop sẽ xuất hiện trong các lễ hội âm nhạc lớn nhỏ ở Việt Nam đó em ơi. Quá đã luôn á trời, fan Việt bây giờ là sướng nhất luôn á. Mà lý do em nhắc đến các nghệ sĩ K-pop ở Việt Nam á là vì nhân vật chính được giới thiệu trong phần nhạc mới ngày hôm nay là thành viên Yeon Jae của GOT7 cũng vừa có chuyến về Việt Nam trong cuối tháng 10 vừa qua đó anh. Dù Yeon Jae không có về Việt Nam á thì chúng ta cũng sẽ ưu ái để giới thiệu anh chàng, bởi vì Do It chính thức lên kệ vào chiều tối ngày 6 tháng 11 vừa qua là album phòng thu đầy đủ đầu tiên được phát hành trong sự nghiệp solo của Yeon Jae kể từ khi ra mắt cùng với GOT7. Trời ơi, khỏi cần ưu ái luôn á, chỉ cần chất lượng full HD nét như 8K, âm thanh hi-fi đỉnh cao của 10 bài hát trong album thì cũng quá đủ để chúng ta giới thiệu album này với các bạn rồi anh à. Chưa kể là album có 10 bài hát á, thì Yeon Jae đã góp mặt trong cả 10 bài ở phần ghi nhận, như là tham gia sáng tác nè, viết lời nè hay là sản xuất, càng khiến cho người hâm mộ chờ đợi và kỳ vọng nhiều hơn nữa đó Quỳnh Anh. Quá đỉnh luôn anh ha. Album Do It là một album chứa đựng những thông điệp tích cực và đầy hy vọng là hãy thử bất cứ điều gì, đồng thời cũng thể hiện sự động viên chân thành rằng khi bạn gặp phải những khó khăn, nếu bạn cứ tiếp tục cố gắng đến cùng thì một kết thúc tốt đẹp sẽ đến với bạn vào một ngày nào đó. Ca khúc chủ đề cùng tên với album là Do It là một bài hát thể hiện cảm xúc phấn khởi của một người đàn ông đang yêu dựa trên giai điệu bắt tai cũng như là âm thanh guitar sảng khoái. Cảm giác dễ chịu khi nghe ca khúc được kỳ vọng sẽ khiến Do It trở thành một bài hát được yêu thích và là ca khúc mùa thu ngọt ngào mới nổi cho người nghe cả trong và ngoài nước. Các ca khúc còn lại như là Flower, Deal, Dreaming Again, Problem, Fruity, Snoo hay là cả bài nhạc số đã từng phát hành trong tháng 3 là Ear Day đều sẽ chứa đầy những trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ cũng như là lòng biết ơn của nam ca sĩ dành cho người hâm mộ toàn cầu. Kể từ khi bắt đầu đón nhận thử thách mới với tư cách là nghệ sĩ solo vào năm 2021, Yeon Jae đã ngày càng hoàn thiện phong cách âm nhạc của riêng mình bằng cách đều đặn phát hành các album do chính mình sản xuất và viết lời nè. Đồng thời, giọng hát chất lượng và ngọt ngào của anh cũng được truyền tải đến công chúng khi anh tham gia vào các nhạc kịch, hát OST cũng như là làm MC đài radio nữa đó. Nên là sự yêu mến dành cho Yeon Jae thì ngày càng tăng lên đúng không? Nên là lịch trình luôn kích mính chứ vậy. Đúng rồi, bởi vậy nên là Yeon Jae mới xuất hiện trong phần giới thiệu nhạc mới của chúng ta ngày hôm nay đó. Nên là chúng ta bây giờ hãy cùng thưởng thức màn trở lại của Yeon Jae và Do It nha các bạn. All I think about is you. Sugar cream, yeah. 노래 불러줄게, stay this. My one and only joy, always and she lovely. 처음 느껴보는 feel, baby I see a wheel. 딴 사람 안 보여, 솔직히 you won't feel. I got to know, 조금씩 너에게로. Can you hear me there? 매번 너를 불러줘. 언제라도 just call me when you are lonely. All I need, all I need. 뚜뚜뚜 and move, 원한다면 나와 just groove. All I think about is you. 감히 너를 알고 싶어. I don't wanna let you go. Da 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 da. Got me feeling like da 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 da. Do it do it do it your way and move. 보여줄래 내 마음, baby. I don't wanna let you go. Oh wait, 고개 돌리지 마. No way, so that I know your solidity. 딱 맞는 outfit. 언제나 널 바라볼 땐 생긴 emoji.
나오지 완벽한 너 fit 볼 때면 can't wait 원하고 있잖아 every day every will I got to know 조금씩 너에게로 can you hear me there 준비했던 멘트마저 네 앞에서 네 매주 자꾸만 어색해져 all I need is your love 내 번호를 불러줘 언제라도 just call me when you are lonely 바로 달려갈게 wait 뚜뚜뚜 way and move 원한다면 나와 just groove all I think about is you 감히 너를 알고 싶어 I don't wanna let you go 따따라따라따 got me feeling like 따따라따라따 뚜뚜뚜 way and move 보여줄래 내 맘 baby I don't wanna let you go I'm just trying Every night, every morning Forgive me, yes I'm crazy Everything that I want is you 뚜뚜뚜 way and move 원한다면 나와 just groove All I think about is you 감히 너를 알고 싶어 I don't wanna let you go 따따라따라따 got me feeling like 따따라따라따 뚜뚜뚜 way and move Vừa rồi là duet ca khúc chủ đề cùng tên với full album solo đầu tiên của Young Jay God 7 mà chúng lúc nãy chúng mình có nhắc đến bài Drama của S3 được phát trước á, thì giải thích cho các bạn thêm một chút á, là bài và ba bài chúng mình phát trên livestream trước khi bắt đầu chính thức livestream, nên là các bạn mà nghe trên sóng phát thanh á, thì sẽ không nghe được. Chính vì thế các bạn phải vô livestream vào lúc 3:30 chiều theo giờ Hàn Quốc của chúng mình vào thứ sáu để các bạn nghe được ba bài hát trước chương trình nha các bạn ha. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà ủa mà tại tự nhiên mình nhắc tới Dân Chê á, cái em thắc mắc nha, hình như Dân Chê chưa nhập ngũ đúng không ta? Chưa, mà sao tự nhiên hỏi cái này vậy? Tại vì hôm nay em có một cái tin này, chắc chắn là Dân Chê và các nghệ sĩ nam chưa cũng như đang nhập ngũ và cả các fan của họ nữa sẽ quan tâm lắm mà nha. Đó là Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa đưa ra chỉ thị rằng không để bất cứ người nổi tiếng nào đang tại ngũ tham gia vào các hoạt động nào khác ngoài nhiệm vụ quân sự được giao và chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ như những người lính bình thường khác thôi. À rồi, thông tin này thì anh biết nè, chỉ thị này bắt đầu á, là từ sự việc thành viên J-Hope của đoàn thiếu niên chống đạn BTS, người đang tại ngũ, đã được lên kế hoạch là dẫn chương trình chung kết của cuộc thi nấu ăn quân đội quốc tế lần thứ tư giữa các đầu bếp quân đội của Hàn Quốc, Mỹ và Singapore. Tuy nhiên, lịch trình này á, đã bị hủy bỏ sau khi mà Bộ Quốc phòng họp thảo luận. Vâng, theo Bộ Quốc phòng á, thì việc những người nổi tiếng như là các thành viên BTS đang chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự là một việc rất tốt. Và quyết định của Bộ Quốc phòng được cho là hợp lý vì tất cả các thanh niên ở Hàn Quốc đều phải phục vụ đất nước trong lĩnh vực quốc phòng, trị an mà không có ngoại lệ. Và thật là đáng xấu hổ nếu như những người nổi tiếng bị yêu cầu làm những việc liên quan đến nghệ thuật chỉ vì họ đang ở trong quân đội mà thôi. Anh đồng ý với quan điểm này nha. Chứ như vậy là vừa bất công với nghệ sĩ bị yêu cầu nè, cũng vừa làm xấu hình ảnh của Bộ Quốc phòng nữa. Quyết định lần này rất là đáng hoan nghênh luôn. Em rất là đồng ý với anh luôn nha. Sẵn đây thì em nghĩ là mình sẽ chọn ca khúc More của Binh Nhất J-Hope làm ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Anh Nhật thấy ok không nè? Quá được luôn em ơi, xin mời âm nhạc. Yeah, I'm Thursday. 필요할 때 to be surfing. 난 몸만 난 물고기. Suck out the music. 이니 미니 마니 모. 춤추는 아기 flow. Keep my passion, I gotta go. I'm still not enough. 11년째도 각종 내 형광 밑줄은 백범의 학본. 빛이 없는 학습 부딪히고 넘어지면 나오는 작품. 이 빛에서도 make it move, make it mine, make it right. 또 누군가의 favorite sign. 그게 너의 손에 반 삶의 이유 삶의 나 운동력을 every yarn. Bring it up. Chúng ta đang lắng nghe ca khúc More cùng rapper J-Hope của BTS.
Và đây cũng là ca khúc cuối cùng để khép lại chương trình ngày hôm nay rồi. Mùa đông đã tới rồi, mọi người nhớ mặc ấm khi ra đường nha. Nếu trời lạnh làm các bạn bị tụt mood á, thì hãy bật chương trình âm nhạc Hàn Quốc Say để bạn bè lên, để giải trí cũng như là chia sẻ buồn vui cùng chúng mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào số tuần sau của âm nhạc Hàn Quốc Giai điệu bạn bè nha. Còn bây giờ thì giờ ra vườn. Annyeong. I gotta go. I'm still.